Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái dòng sản phẩm mới được hệ thống phân phối Vinachi đặt hàng và sản xuất của hãng Tidalway. Thì với dòng sản phẩm này thì như anh em chúng ta thấy đây là dòng mũi mái chai đứng. Đấy, chuyên sử dụng để bo các cái dòng đố sơn thủy đấy. Thì như trước kia thì chúng ta hay thường sử dụng những dòng mũi bo mái chai như này để chúng ta có thể bo được mái chai. Thế nhưng mà cái dòng mũi này chúng ta sẽ soi chỉ soi được một lần, chúng ta sẽ soi bần lật hai mặt như thế mất nhiều thời gian. Thì thay vì thế hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái dòng mũi bo mái chai hai đầu như này, một lần chúng ta đẩy chúng ta sẽ bo được hai cạnh mái chai. Đặc điểm của mũi thì ở đây chúng ta sẽ có một cái ổ bi như này. Thì ổ bi này chúng ta sẽ sử dụng mà soi cho các cái đố cong nhé. Với dòng mũi này thì chúng ta sử dụng cho các độ dày từ 3/8 cho đến 4/8. Và để trải nghiệm cho cái dòng mũi này mang lại cho chúng ta hiệu quả trong công việc như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ chạy thực tế với dòng sản phẩm này. Đây và các bạn thấy khi mà các bạn chỉnh mũi thì bạn chia làm sao cho hai bên đều với nhau và chúng ta có thể soi được hai cạnh bo mái chai nhé. Đây và sau khi chúng ta chạy thì chúng ta chạy ra được hai đường bo mái chai như thế này, rất là đẹp và đều, rút ngắn được rất nhiều thời gian cho chúng ta, không cần phải lật hai mặt nữa, chúng ta chỉ cần đẩy một lần là được rồi. Với dòng mũi soi mái chai đứng này thì hiện tại hệ thống phân phối Vinachi đang cung cấp, và anh em nào chúng ta quan tâm thì hãy để lại số điện thoại ở bình luận phía dưới để được đặt hàng cũng tư vấn. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh để nhận được những video và các sản phẩm mới nhất từ hệ thống phân phối Vinachi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.